Thì xin chào cô chú anh chị và các bạn. Thì ngày hôm nay em xin gửi đến cô chú anh chị và các bạn hình ảnh của một cái đôi mẹ con à, mẹ Pháp, con đực Pháp Kem đó. Bộ mẹ con này thì nói chung là mẹ đẻ lứa đầu, đẻ con đực rất là mát sữa anh chị nha. À, con bò đực thì được 2 tháng rưỡi, mẹ thì nói chung là xác thì cũng tương đối khá là cao to. Mẹ này chiều cao tại phía sau, mẹ này cao tại phía sau khu khoảng tầm 1m33-34 anh chị nha. Chân móng đi đứng đảm bảo nghiêm chỉnh, bò không áp xe, không chặt lõi, không xuống uống xuống ruột gì hết. Cô giá hoàn thiện anh chị. Bộ mẹ con này hôm nay em xin chốt giá trực tiếp cho anh chị với giá là 25 triệu. 25 triệu anh chị nha. Anh chị xem bò thì mát sữa ha. Bò thì mát sữa, mẹ nè, lông da nhuyễn rất. Đầu thì đầu trụi, chân móng thì móng sò, chân trụ thì đứng vững nè. Anh chị thấy bột sữa không? Hết biết bột sữa. Mẹ con này thì đang chốt giá anh chị giá là 25 triệu ha. Bây giờ anh chị phân tích đi. Mẹ thì không ốm nè, anh chị thấy không? Không ốm. Con thì được 2 tháng rưỡi rồi. Nó mẹ con này mẹ lại đẻ lứa đầu. Đợt này anh chị nuôi đâu bao tháng nữa đâu. Thì có giá 15 16 triệu. Đúng không anh chị? Bò đực đòn dài ghê không? Thì anh chị thấy tính ra mẹ này đâu còn nhiêu tiền. Đó là phân tích để cho anh chị xem anh chị mua. Anh chị nào ưng, anh chị nào thích muốn mua cái dòng này thì có thể liên hệ trực tiếp về số điện thoại em 0383 777 696 anh chị nha. Rồi ngày hôm nay em xin gửi đến cô chú anh chị và các bạn hình ảnh của hai con bò cái tơ nha anh chị. Hai con bò cái này là hai con cái lai sinh. Thì nói chung là giá nó cũng khá mềm để cho anh chị mua về để mình làm cái nền nha. Hai con này thì nói về tháng tuổi của nó khoảng tầm 14-15 tháng bò. Bò thì nói chung là cũng tầm trung và giá trị của nó cũng khá mềm. Để cho anh chị cô chú mình chúng ta mua về mình chúng ta làm một cái nền ha. Chân móng đi đứng của hai con thì đảm bảo nghiêm chỉnh, không áp xe, không chặt lõi gì hết cô chú anh chị các bạn. Nè, chân móng đi đứng đảm bảo nghiêm chỉnh ha. Không chặt lõi, sái tích hoàn toàn nghiêm chỉnh luôn. Và hai con bò này thì xin báo giá trực tiếp công khai cho bà con cô bác anh chị mình. Hai con này chốt giá cho anh chị nha. Với cái giá là 26 triệu, 26 triệu. Anh chị cô chú nào mà có nhu cầu mua thì có thể liên hệ trực tiếp vào số điện thoại của em nha anh chị nha. Hai con 26 triệu, anh chị mua về nuôi làm cái nền vẫn được, rất là ok ha. Chân móng đi đứng hoàn thiện, không áp xe, không chặt lõi gì hết. Bà con cô bác anh chị mình ở gần xa có nhu cầu mua thì liên hệ trực tiếp vào số điện thoại của em. Giò cẳng nè. Chân móng nè. Rúng yếm đầy đủ bài bản anh chị nha. Hai bò này là hai con bò tơ. Chiều cao tại phía sau khu của hai con bò này thì nó khoảng dao động tầm trên dưới 1m3. Đó thì anh chị nào mà chúng ta có nhu cầu thì anh chị liên hệ với em ha. Bò thì đảm bảo nghiêm chỉnh ha, đi đứng hoàn thiện, không áp xe, không xuống uống xuống ruột gì hết. Giá cả thì anh chị có thể liên hệ với em trực tiếp nha anh chị nha. Ví dụ như tách con này ra thì nó sẽ có giá là 14 triệu 500. Còn con này thì nó sẽ có giá là 11 triệu 500. Anh chị cô chú nào mà có nhu cầu liên hệ thì có thể liên hệ trực tiếp với em nha anh chị nha. Tách con này ra thì có giá 11 triệu 500 ha. Còn con bên kia thì có giá là 14 triệu 500. Đây anh chị chúng ta xem cho kỹ rõ giùm em. Chân móng ngoại hình hình ảnh ha, đảm bảo nghiêm chỉnh, không áp xe, không xuống cúng xuống ruột hết. Bò này là thuộc gì dạng bò tơ anh chị nha. Bò tơ à, anh chị nào mà chúng ta đang có ý định mà mua về để làm bò cái nền thì đây là sự lựa chọn ha. Giá cũng khá mềm. Anh chị nào thích thì anh chị liên hệ với em số điện thoại 0383 777 696 anh chị nha. Đó, ngoại hình, chân móng, trúng yếm đầy đủ bài bản luôn.